Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ngon Gia Đình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cùng với các bạn về cách làm những chiếc nem chua. Nem chua chuẩn vị Thanh Hóa rất là ngon, để cho các bạn có thể tự tay mình vào bếp chế biến cho gia đình mình những chiếc nem chua vừa đảm bảo vệ sinh lại vừa thơm ngon. Và mỗi khi mà gia đình mình có khách thì các bạn có thể đem những chiếc nem chua này ra để đãi khách thì cũng sẽ rất là tuyệt vời đấy. Cách làm nem chua thì cũng không hề phức tạp một chút nào cả. Bây giờ các bạn hãy cùng với mình vào bếp chuẩn bị nguyên liệu để bắt tay vào thực hiện món nem chua Thanh Hóa này nhé. Đầu tiên thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình một khổ thịt mông như thế này. Thịt heo nha các bạn, mình sẽ sử dụng thịt mông. Các bạn làm nhiều, các bạn chuẩn bị nhiều hơn này. Ở đây thì mình sẽ sử dụng 5 lạng thịt mông như thế này nhé. Thịt mua về thì các bạn sẽ lọc bỏ hết những cái phần mỡ này, cái phần màng ở bên ngoài cái miếng thịt nạc của mình. Và tuyệt đối thì các bạn sẽ không rửa thịt nhé. Các bạn có thể lọc sơ cái lớp bên ngoài để cho cái phần thịt của mình nó sạch. Và mình sẽ không rửa, mình sẽ để miếng thịt nó khô như thế này. Tiếp theo mình sử dụng 25g đường cát trắng. Gia vị thì sẽ gồm có 2 củ tỏi. Ớt thì mình sẽ sử dụng... Ở đây mình có 5 quả ớt này, các bạn ăn được cay thì các bạn có thể cho nhiều. Còn các bạn không ăn được cay thì các bạn có thể cho ít ớt đi. Và lá đinh lăng để mình cho vào trong cái phần nem cho nó thơm. Nguyên liệu tiếp theo không thể thiếu đó chính là gói bột làm nem. Cái gói bột gia vị làm nem này thì mình đặt mua ở trên Shopee. Các bạn có thể lên Shopee và các bạn tìm, sau đó mình đặt mua về. Một gói như thế này là 70g và các bạn có thể làm 1 cho đến 2 cân thịt nạc như thế này đấy. Tiếp theo nữa là phần bì lợn. Bì lợn ở đây thì mình mua về, sau đó mình sẽ cạo sạch cái phần lông ở trên cái miếng bì. Sau khi cạo sạch lông thì các bạn sẽ cho miếng bì lợn của mình vào trong nồi mình luộc chín. Và khi mà bì đã chín thì các bạn sẽ vớt ra, mình cho luôn vào trong cái ấu nước đá lạnh. Thì cái miếng bì của mình nó sẽ rất là giòn và nó trắng. Tiếp theo mình sẽ sử dụng 2 thìa ăn cơm rượu trắng. Hạt tiêu. Hạt tiêu thì cũng sẽ tùy vào cái khẩu vị của các bạn cho nhiều hay ít. Và cái phần túi bóng kính để mình gói nem. Mình đã chuẩn bị xong nguyên liệu rồi, bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào thực hiện món nem chua Thanh Hóa này. Cái miếng thịt này các bạn sẽ lọc lấy cái phần thịt nạc thôi nhé. Mình sẽ lọc hết những cái phần mỡ, phần da ở cái miếng thịt nạc. Sau khi lọc bỏ được hết cái phần mỡ, phần màng ở cái miếng thịt thì bây giờ các bạn sẽ thái mỏng miếng thịt của mình ra. Thịt này các bạn nhớ tuyệt đối mình sẽ không rửa với nước nhé. Mình sẽ để cái miếng thịt khô như thế này để mình thái và một lát nữa thì mình sẽ xay nhỏ ra. Các bạn đi chợ vào buổi sáng sớm thì mình sẽ mua được những cái miếng thịt nó tươi ngon và nó đảm bảo hơn. Sau khi thái thịt mỏng ra như này xong thì các bạn sẽ cho thịt vào trong một cái túi bóng và sau đó các bạn sẽ cho lên ngăn đá của tủ lạnh khoảng 40 phút thì mình mới lấy ra để xay nhỏ thịt nhé. Mình sẽ cho vào những cái túi bóng như này để cho vào ngăn đá của tủ lạnh nhé các bạn. Một lát nữa thì mình cũng sẽ chia ra như này để xay thì nó sẽ dễ hơn. Với cái phần bì lợn này thì các bạn sẽ thái sợi, thái thật mỏng ra nhé. Bạn sẽ thái sợi mỏng như này. Các bạn không cần thái nó quá dài đâu. Nếu như mà nó dài quá thì các bạn có thể thái ngắn bớt nó lại một chút. Nhưng mà mình thái càng mỏng càng tốt.
các bạn thái liêng nghiêng con dao thì cái miếng bề của mình nó sẽ rất là mỏng. Nếu như mà các bạn ngại thái cái phần bì như thế này ấy, thì các bạn có thể ra những cái chỗ mà người ta bán nem chạo, các bạn hỏi mua, các bạn bảo người ta thái nguyên bì cho thì họ cũng sẽ thái cho các bạn đấy. Phần bì mình đã thái xong rồi đấy các bạn ạ. Những cái nhánh tỏi này bây giờ mình sẽ thái lát ra nhé các bạn. Các bạn sẽ thái lát miếng tỏi của mình ra. Mình thái lát như thế này, lát mỏng như này, để một lát nữa mình sẽ cho vào cái nem chạo. Tỏi một nửa mình sẽ thái miếng như này và một nửa mình sẽ bằm nhỏ nha các bạn. Và ớt thì cũng thế, các bạn sẽ thái miếng này, thái lát giống như là mình thái tỏi này, và một phần thì các bạn cũng sẽ băm nhỏ ra. Các bạn ăn được cay thì các bạn cho nhiều, mà không ăn được cay thì các bạn cho ít. Mình đã làm xong cái phần ớt và tỏi rồi đấy. Phần lá đinh lăng thì các bạn cũng sẽ ngắt lá ra nhé. Mình sẽ ngắt những cái lá như thế này để một lát nữa mình cho vào trong nem. Lá này thì các bạn cũng sẽ để khô nhé. Các bạn có thể sử dụng lá đinh lăng hoặc là lá ổi cũng đều được. Sau khi đã bỏ thịt vào trong ngăn đá của tủ lạnh một tiếng, bây giờ mình sẽ lấy thịt ra cho vào máy xay sinh tố và xay thịt. Mình sẽ cho thịt vào cối xay. Sau đó mình sẽ cho thịt lên máy xay và bấm máy. Mình sẽ để cho máy quay khoảng 5 giây thôi các bạn nhé. Mình sẽ cho thịt này xay trong 5 giây thôi. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục cho thịt vào trong túi. Mình sẽ cho thịt trở lại vào trong túi và bỏ vào trong ngăn đá của tủ lạnh thêm khoảng 20 phút nữa. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục lấy ra xay lần thứ hai. Các bạn cứ xay như thế cho tới khi hết cái chỗ thịt của mình nhé. Giờ mình sẽ lại tiếp tục cho thịt vào trong túi và sẽ lại bỏ vào tủ lạnh. Sau 20 phút thì mình sẽ lấy thịt ra và xay tiếp một lần nữa nhé. Mình sẽ cho thịt vào máy và cũng sẽ chỉ ấn máy quay xay khoảng 5 giây thôi nhé các bạn. Sau khi đã xay thịt xong, mình sẽ cho thịt ra một cái âu to như này cho nó dễ trộn. Sau đó thì mình sẽ cho bì vào đây. Cái phần bì lợn khi nãy mình đã thái này. Tiếp theo là ớt băm. Và phần tỏi băm. Sau đó mình sẽ cho đường vào đây. Tiếp theo là rượu. Và tiêu mình cũng cho luôn vào nhé. Mình sẽ cho cái gói gia vị làm nem chua vào đây nhé các bạn. Sau khi cho gói gia vị vào nem chua vào rồi thì bây giờ mình sẽ trộn đều cái phần nem này lên. Các bạn sẽ trộn đều khoảng 2-3 phút nhé. Mình trộn một tẹo thì cái phần thịt của mình nó đã dính nặng tay hơn đấy. Sau khi trộn đều vào cái phần nem của mình nó đã có cái độ kết dính này các bạn. Nó dẻo lại hơn.
Sau khi mà đã cho cái phần bột nem chua này vào thịt để bóp đều rồi ấy, thì bây giờ ở trong cái gói bột nem chua nó có một gói bột này nữa, mình cũng sẽ cho luôn vào đây và tiếp tục bóp đều lên nha các bạn. Mình sẽ bóp đều thêm khoảng 2 phút nữa, sau đó thì mình sẽ gói cái phần nem nhé. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn túi bóng kính này và dây nịt, bây giờ mình sẽ đi gói nem. Mình sẽ cho cái túi bóng kính này trải cái túi bóng này ra, sau đó thì sẽ cho cái phần nem của mình vào. Bây giờ thì mình sẽ xếp một lát tỏi này, một lát ớt và cái phần lá đinh lăng. Đó, mình sẽ xếp lên bên trên cái miếng nem. Sau đó thì mình sẽ tiến hành cuộn nem lại. Mình sẽ cuộn cái miếng nem chua này lại. Các bạn cuộn và các bạn cụ kéo để cho cái miếng nem của mình nó chắc nhé. Các bạn sẽ cuộn tròn lại như này. Sau đó thì mình sẽ lấy dây nịt mình buộc tạm một đầu cái nem chua lại. Và các bạn sẽ ấn ở cái đầu còn lại này cho cái miếng nem của mình nó chắc nhé. Các bạn sẽ xoay cái đầu còn lại của cái túi bóng này cho cái miếng nem chua của mình nó được chắc. Sau đó mình cũng sẽ buộc cố định cái đầu này lại. Bây giờ mình sẽ gỡ cái đầu lúc nãy mình buộc tạm ra. Sau đó thì các bạn cũng sẽ xoáy, các bạn vặn lại cho cái miếng nem của mình nó được chắc. Và bây giờ mình sẽ buộc chắc lại nhé. Như vậy là mình đã hoàn thành xong một chiếc nem chua rồi đấy các bạn ạ. Các bạn xoáy chắc cho cái miếng nem của mình nó chắc lại. Và các bạn cứ tiếp tục làm như thế cho tới khi hết thịt nhé. Các bạn có thể mua cái túi này. Các bạn ra ngoài cái chỗ mà người ta bán túi bóng hoặc là bán tạp hóa, các bạn hỏi mua túi bóng kính loại 5 lạng. Sau đó về các bạn cắt ra như thế này để mình cuốn nem. Mình sẽ cho ớt vào này, cho tỏi và cho lá đinh lăng nhé. Các bạn cứ lần lượt làm như thế. Mình cho đầy đủ gia vị vào thì cái nem của mình nó sẽ thơm ngon. Vậy là mình đã vừa gói xong những chiếc nem chua rồi đấy các bạn ạ. Và những chiếc nem này thì các bạn chỉ cần để ở nhiệt độ phòng trong 48 giờ là các bạn đã có thể dùng những cái chiếc nem chua này được rồi đấy. Các bạn chỉ cần để ở nhiệt độ phòng thôi nhé. Sau khoảng 48 tiếng, khoảng 2 ngày các bạn ạ, là các bạn đã có thể ăn được. Và nếu như mà các bạn làm nhiều mà các bạn muốn bảo quản lâu thì các bạn sẽ cho vào trong ngăn mát của tủ lạnh để mình bảo quản nem nhé. Sau khoảng 1 ngày thì cái phần nem chua của mình thịt nó đã chín và nó chuyển sang cái màu đỏ như thế này rồi các bạn. Tùy vào thời tiết thì có thể là sau 1 ngày hoặc là sau 2 ngày thì mình đã có thể sử dụng nem chua được rồi nhé. Lúc này thì nem chua của mình nó đã bắt đầu có cái vị chua chua của nem chua, rất là thơm.
Và hơn nữa thì cái phần thịt nó cũng dai, nó dính, nó có cái độ kết dính vào với nhau. Nếu như mà các bạn ăn luôn thì các bạn có thể để ở nhiệt độ bình thường. Còn nếu như các bạn làm nhiều mà mình muốn bảo quản được lâu thì lúc này các bạn sẽ cho vào trong tủ lạnh nhé. Mình sẽ để ở ngăn mát của tủ lạnh để mình bảo quản nem chua thì mình sẽ dễ giữ được lâu hơn. Và những phần nem chua như này chấm với tương ớt thì sẽ rất là ngon. Các bạn hãy vào bếp tự tay làm những chiếc nem chua như thế này cho gia đình mình thưởng thức nhé. Chúc các bạn làm thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.